Chào nha. Xin chào. Tôi là pháp sư nhỏ. Bạn thích cái tôi cũng. Tôi đến đây giúp đỡ cũng giúp đỡ thôi. Chứ không ý là phá hay là hại các trong gì không? Nó ót lại lại luôn. Thì á, ngát luôn á. Nãy mà đứng ngoài đâu lạnh đâu. Tại vì thứ nhất á, là chỗ này dưới đây là nó mát. Thứ nhất là nó mát, thứ hai nữa là khi mà cái âm khí nó tụ nơi đây nè. Nó giống như là âm khí của cái người âm tích tụ rồi, nó cảm giác cho mình ốc rồi nè, giận. Phải không? Luôn nghe nói ốc. Giận luôn, lạnh luôn á. Lạnh luôn á. Cái lạnh nó khác mà cái giận nó khác. Thật sự là có đâu. Nhưng mà không nhìn thấy. Dạ, Lâm Nghĩ TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì hiện tại Lâm đang ở đồi Thiên An nha bà bác ha, được anh trai là anh Dũng à. Anh Dũng hôm nay sẽ dẫn lên ngay vị trí nào vậy anh Dũng, nói cho bà con cô bác nghe. Mình dẫn cho Lâm đi khám phá ở đồi Thiên An. Khu vực Hồ Con Rồng đó, Hồ Con Rồng ở Thiên An đó, Hồ Thủy Tiên. Là ở đây thuộc về thành phố Thừa Thiên Huế luôn. Đúng rồi. Đây anh có lên đó lần nào chưa? Hồi nhỏ hay lên, bây giờ nó dẹp bỏ rồi ít lên. Mười mấy, 20 năm rồi chưa lên. Lúc trước là anh có xem cái kênh là anh Nam lên khám phá. Đúng rồi. Anh có thấy gì không đó? Nói chung thầy thì nói thầy thì cũng chính xác, nhưng mà cái đó Hoàng Nam nói cho mình chưa chứng thực. Bây giờ mình đi chứng thực. Bây giờ thì hôm nay Lâm có duyên đi ra ngoài thủ đô Huế á. Thì hôm qua Lâm có like đến cái luồng like trên livestream bên kênh Lâm Nguyên đó, thì anh Dũng là nhắn tin anh sáng ngày anh sẽ dẫn em đi khám phá được cái đồi này, thì hôm nay đi chung với anh với vợ Lâm nè. Chào cả nhà đi em. Dạ con xin chào cô chú và các anh chị em ạ. Bây giờ thì hai vợ chồng Lâm với anh Dũng sẽ đây nói sao không anh? Cũng rõ, khoảng người ta nói khoảng 10 phút, 50 phút nha. Rồi giờ thì mời ông bà bác bước theo chân Lâm cũng như với anh Dũng dài đường, như khi có gặp dòng sông bà bác hình xui nha, hoặc lên đó khám phá và chia sẻ cho bà con bà bác xem. Thì ở đây Lâm có quải cái ba lô nè ông bà bác nè, ha không? Ba lô này có đồ cúng nè, nãy giờ anh mua hết rồi, giờ anh em mình đi trở nha, không nói một vòng nhiều mất thời gian đi. Thì lúc nãy ở bên kia đó là có một con đường, thì dường như là đang công trình đang sửa chữa là đúng rồi, hồi trước là đi đường kia. Người ta không có cho đi, người ta chần lại, người ta sửa chữa, cho nên là mấy anh em sẽ lội đường này và trên cái vị trí dài đường mình đi tới cái chỗ đó. Cái đó là mình gọi là cái gì anh? Hồ Thủy Tiên Thiên An. Hồ Thủy Tiên Thiên An, ở trên đó nó có cái gì? Đó là hồi xưa là khu vui chơi nước. Đưa vào hoạt động nhưng mà sau bị gặp sự cố gì đó mà người ta không cho vào hoạt động nữa. Cũng về tâm linh đó. Bỏ lâu vậy anh? Khá lâu rồi. Gì hả? Hai là mấy giờ mà. Nếu như mà ở trên đó mà ít người đi lên đó, nếu bỏ quan thì chắc lẽ cũng ít người lên, đúng không? Đâu, hầu như không có ai. Người ta chụp ảnh hoặc là này, nó là ngoài này thôi. Còn ở phía trong đó hầu như không có ai vào. Khu vực đó. Đúng rồi. Thì anh Dũng dẫn lên để mà tìm hiểu khám phá. Rồi hôm nay lên đó có mình có gặp một cái bóng vong hồn, người phước mặt gì đó mà bác ha. Thường là thì nói chứ anh Nam á, thì Lâm cũng có xem sơ ảnh rồi. Thì chị anh phá tâm linh thì có lẽ là ảnh tìm kiếm những cái tâm linh quyền bí, cũng như tìm kiếm những cái gì mà có thể là chưa xảy ra. Thì ảnh Lâm cũng chưa coi clip, nhưng mà đại khái thì đa số clip ảnh như vậy thì dường như là chưa thấy được cái vong gì, do ảnh chưa có duyên hoặc là sau đó. Lâm thì thường hay có duyên gặp những cái bóng này kia đó mà bác, từ thở nhỏ đã gặp rồi, cho nên là Lâm mới làm một cái nghề tâm linh cũng như đi khám phá. Và đặc biệt thì là Lâm sẽ đi cúng cho họ được ấm no luôn. Ví dụ như là mình đi vào cái vị trí đó mà mình không có thấy được vong, thì thường á
À, anh Dũng có biết không, thường là những cái nơi mà giống như một cái căn nhà quan hay là một cái nơi nào bổ quan mà con người chúng ta không ở thì chắc chắn là những cái vong hồn, ví dụ như người ta tránh mưa tránh gió hay là người ta giống như con người trần chúng ta thôi, người ta cũng cần cái nơi trú ẩn đó người ta ở nó. Nhiều khi mình không đủ duyên, mình không thấy được. Từ xưa giờ em anh Dũng thì ảnh theo dõi kênh của Lâm rất là lâu, nhưng mà bác rất là quý Lâm. Đúng rồi. Cho nên là em muốn hỏi anh chút, là có nghĩa là cái anh coi tâm linh cũng như tìm hiểu tâm linh nhiều, thì có bao giờ mình đã gặp được một cái vong hồn hoặc là một cái bóng thú mặt gì đó để mà anh thấy chưa? Không, chưa. Muốn cùng khám phá về tâm linh nhưng mà chưa có duyên này gặp. Em nghĩ như vậy, nếu như mà không có duyên á thì ngày nay hôm nay đi với em thì rất mong nếu mà có duyên á thì sẽ đi chung với em, có thể là mình thấy được ha, để cho mình biết được. Chứ anh Dũng là một người là cũng gọi là khám phá tâm linh và tìm hiểu, muốn gặp được một lần để cho biết anh ha. Ví dụ giờ em mà không biết anh sao, có nhẹ bóng vía hay là như thế nào đó, thì ví dụ giờ có gì thì ráng chịu nha. Không biết à. Về cái ví dụ giờ ông bảo bác, khi những cái vong hồn người ta nhập vào mình hay gì đó thì nó gây cho mình, con người nó lạ lắm, nó mình là có duyên lắm. Mình là có ý để mà giúp đỡ vong linh rồi thì anh em mình gặp nhau đấy, mục đích là để giúp vong thôi. Em nghĩ thì đi với em thì chắc nếu mà có chắc cũng an toàn thôi. Mà lúc trước á thì em đi chung với đệ tử Minh Thành với Liêm. Thường á là Liêm á đi chung với em là một á là đi ban đêm, thì thường là đêm á hiện nguyên hình luôn á anh Dũng. Đi với anh Liêm á, anh Liêm hả, nó cầm cục đá như mình vậy đó. Nó chọi anh Liêm muốn bể đầu luôn á. Ông Liêm tởn từ đó, rồi sao nó hơi làm ơi, thầy Lâm ơi đừng bao giờ mà dẫn tôi đi ban đêm chung với ông, đi ban ngày đi, rồi ban đêm tôi không đi, sợ lắm rồi, mấy lần là sợ rồi. Rồi lần sau rủ lại là cố gắng tôi sẽ khắc phục, tôi sẽ cúng cho họ và tôi giúp cho họ. Mình nghĩ Liêm không chịu đi luôn. Mình nghĩ vong thì cũng giống như người mình hiền hữu, cũng quậy cũng phải gì, người ta thì người ta không làm gì đâu, trông là giúp cho người ta thôi. Đúng rồi, nhưng mà có những cái á mình đó là mình muốn có ý mình giúp họ, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà họ phải hiểu lầm mình tưởng đâu là thí dụ người ta ở một, người ta đang trú ngụ, hoặc là những cái hồn đó người ta là chết rất dở dở rồi đó, khi mà lúc người ta chết á người ta chết quang hay là chết tức hay là có một cái điều gì trong trần gian, giống như là mình xảy qua cái sự cố, sự đau khổ mà người ta chết, gọi là chết giống như kiểu là chết quang á. Khi mà ta mất rồi vài chục năm Phật hồn mà vài chục năm người ta không có đi siêu thoát được đó, cho nên người ta mới tức giận vì cái nỗi quan của mình đó, cho nên thấy mình vô người ta hiểu lầm, ta tưởng đâu là hồi cõi thần thế là như vậy, người ta mới làm hung với mình, đúng không? Cuối cùng lại thì em cũng nói được, cũng khiến được, giúp họ nha. Em bên YouTube không? Dạ. Thấy mặt là biết rồi. Dạ. Nghe bắt đầu cái là họ hiểu lầm mình á, tại cái nỗi khổ hồi tức, tức lúc còn sống đó. Thì họ tức như vậy, cho nên mà khi họ mất rồi, đâu phải những cái tưởng thức hoặc là cái trí của họ được người tỉnh, những người dân, người trận mình đâu, đúng không? Đúng. Họ sẽ sanh ra cái tâm ác, cái tâm hung bạo á, cho nên là không biết, không biết ông là ai, ông là ông nào, kệ ông, ông lên đây tôi hốt ông liền. Không nói vậy đó, cho nên là em giúp họ là nhiều cách, vậy mình ví dụ như mình có những cái phong ấn, có thể mình đánh nó, nó sợ rồi nó có thể là hô phi phế tán luôn đó. Nhưng mà ngược lại thì mình đâu có làm gì được anh, nghĩa là mình đi giúp họ mà, mình giúp họ, mình cho tìm cách nào đó mình trấn áp họ lại, cho họ ổn định lại, họ biết là sợ mình, nhưng mà mình cái sợ của mình á làm cho họ là không phải đau khổ, không phải phải phòng phủ sáng luôn, kệ
cái làm cái sợ cho họ là giống như họ biết lắng nghe mình nói á. Ừ. Làm như vậy thì nó sẽ họ lắng nghe mình nói, rồi mình phiền căng, mình nói những lời tốt đẹp. Thật ra là giống như con người chúng ta thôi. Anh nghĩ đâu có khác gì chỗ nào đâu mà mình phải chúng ta nè. Cái điều mà tốt đẹp, cái điều mà an vui hạnh phúc, hoặc là ai mến, ai đem đến cho mình cái niềm vui, ai đến đem đến cho mình niềm hạnh phúc, anh vui vẻ, anh chấp nhận liền. Ừ, thì cái người Phật mặt, cái vong hồn đó, người ta mất, người ta cũng như vậy thôi. Người ta thích lắm chứ, mà người ta còn thích hơn nhiều hơn mình nữa. Có nghĩa là người ta chết rồi. Người ta muốn, trời ơi, giờ làm sao tôi trở thành con người đi mà chết oan chết tức như vậy á, thì làm giúp gì? Không ai giúp được đâu. Nghe nói tôi giúp cho cúng kiến cho ăn, mừng rồi tôi giúp cho về chùa tu, trời ơi, hỏi mừng họ, họ khóc luôn. Họ nói chung là cái cảm giác đó là em đi giúp vong nhiều á, cho nên biết được mình thấy mình xương xót họ hơn, không có gì mà để sợ. Thật sự là vậy, cảm nhận một phần nào đó mình thấy giúp được mình cũng thấy vui lòng lắm chứ sao. Giống người trần chúng ta thôi, ví dụ ai đó mà đau khổ hay là có cái gì đó mà chắc chở cuộc sống khó khăn, cái hạng như nhỏ bây giờ họ ví dụ họ khổ, họ nghèo, họ già, họ bệnh tật, họ không kiếm gì được ra tiền để không có cuộc sống hàng ngày để mình nuôi thân, mình lại mình cho già 300, còn người tự giúp đỡ là người ta mừng chết luôn, quý lắm luôn. Cái vong hồn nó quý gấp đôi lần như mày. Nhưng mà ở đâu có gì, người tên là con biết đường đi, nhưng mà vong lên không, không người không ta không biết. Phải có người hướng dẫn. Cái đó cái gì ta? Đây là cái nhà này hồi bữa Hoàng Nam cũng có khám phá này. Em vô thử. Đây là cái trầm điện. Em vô. Mình đi vào con kia trước hay sao? Đây nè. Sao ông này không sao? Không, để em vô đây cái. Đi vô đây. Đi vô ở đứng ngoài cũng đi lại đi. Thì ông bà bác ơi, ở trước mặt anh em đi lên một cái đồi mà thác nước bổ ăn ở trên đỉnh núi á. Bây giờ là mà thấy cái này quang không có ai nè, nhìn thấy giống như là nó rất là mù, như là nó có gì đây. Anh sẽ vào đây đi anh Dũng rồi, đi này Dũng ơi, có gì không? Ở đèo núi này mình có rắn rít gì không? Không, hầu như ở đây là không có ha. Chứ ở trên núi An Giang em đi em gặp rắn hoài à. À, buổi tối đi thì hơi nguy hiểm. Đây là một cái chạm bơm hả? Đây là có tiếng gì đó, công trường người ta họ ngoài bên kia, bên kia họ đi vô đi. Này trạm điện hả? Đây có tấm mền gì đây. Ở đây là Lâm thấy là gì, như có cái những thành phần mà không tốt á, những phần không tốt đó anh Dũng. Ừ. Nè. Anh nhìn này là anh biết rồi, đúng rồi. Họ giống như họ những cái này chơi mà giống như sử dụng ma túy đó. Phiện gì đó anh ha. Đúng rồi, chính xác. Mà anh nghĩ đây, nếu như mà ở đây mà có cái vong hồn ma quỷ gì mà thật chừng không thấy mấy con ma sống này luôn, sợ luôn. Thì luôn. Thấy nó sợ luôn, nó đâu có biết gì nữa. Giờ nó phê, nó tới giờ nó lên cơn rồi. Đây nó cũng tập trung nhiều lắm á. Ở đây rất là nguy hiểm nha. Nếu bằng đêm mà ai mà lên đây giấc chiều thì có lẽ là nếu mà gặp vong hồn thì có lẽ không sao nè, hơi sợ chút xíu thì gặp mấy ông mai sống nè mệt lắm. Cái này á, Lâm nghĩ là như vậy nè, tối á kìa đó, ô thì tiếng á, tối á thì Lâm không biết là có thể là có hay không, nếu mà sắp xếp được á thì cũng gần ở đây, Lâm nán lại vài ngày, Lâm đi đêm thử như thế nào, đi đêm người ta cho lên đây không? Cho chứ. Dạ. Yeah. Ừ. Thì để đi khám phá thì có gì em đi mình chạy xe vô đây không? Đây, giờ mình đi đêm dưới đi.
ở đây là không có. Đó là nó đó đó được mà. Có chiếc xe ở đây người ta chạy người ta chở cái gì, chở đất đá đó, vật liệu người ta xây lại cái gì đó. Cây này gọi là cây thông hay cây gì? Cây thông. À. Cái chướng, còn người ngoài cái chướng, còn người ngoài cái thông. Quả thông nè, quả thông đây, quả thông nè. Đó, quả thông. Trái nè. Thông. Trái nó làm được gì không? À, người ta hụt về người ta chùm lửa. À. À, người nghèo đó, người ta hụt mấy cái là thông về cái quả thông về đốt nấu nước nấu cơm nấu đủ thứ để cái này đốt cũng được đúng không? À đốt cháy mà cháy hết không? Cháy hết người ta cao nhiều lắm á. Ừ. Có nhiều người người ta cao về người ta kinh doanh luôn. Thấy ở trước có ván nước ván gì này à. Có cầu đi vô này phải cho quay không? Cho. Đây nè ông bà bắt ở trước nè thấy không nó. Bây giờ hai anh em sẽ tiến hành vào trong đó có gì không nha. Nãy qua hôm qua em nhìn cái chỗ một cái bài viết của các em nào 2019 hay gì á. Ừ. Thì em đã chụp những cái tấm hình thấy là em thấy là có dòng đó. Cho nên bây giờ nó kêu anh chỉ là này nè. Đi đâu nè mà vào được. Đi qua cầu. Đi qua cầu. Ừ. Đây nè mà bác ơi. Ừ. Có người trên có người trên à, người ta đi du lịch người ta. Ừ. Các cái hồ nước á, khu vui chơi hồ nước á, mà bây giờ là khu bỏ hoang tại vì có nhiều sự cố nên nếu như mà có sự cố như vậy thì có lẽ anh nghĩ nếu như mà bình thường đang hoạt động á thì đâu sao mà có sự cố gì. Nếu mà có sự cố gì bỏ hoang á là thứ nhất á, là ở đây là thiếu nguồn nước. Ừ. Hoặc là sao cũng không rõ về cái thì nhưng mà nghĩ giờ có miếng nước nào đâu. À. Đó. Thứ nhất là thiếu tại vì có đứa vào hoạt động rồi, hoạt động một thời gian sau đó người ta ngưng lại bây giờ bỏ hoang để dơ. Có nghĩa là ví dụ giờ cái do cái sự cố là thiếu nước nè. Cái thứ hai nữa là do sự cố là giống như là một cái nơi này nó hoang vu quá. Thì khách hầm hương hoặc là những người mà muốn biết cái này người ta không biết ta không đến được. Đúng không? Thứ ba nữa là có một cái sự tâm linh gì đó. Cho nên là anh biết là tâm linh mà. Đôi khi chúng ta làm công việc gì đó nó không thuận lợi được. Có nghĩa là họ tìm mọi cách. Họ xua đuổi, họ làm khiến cho nhiều người không đến đây hay không đi được. Ừ. Thì như vậy em bỏ hết nè, không bây giờ đây tao ở. Ừ. Đúng không? Đó. Bây giờ thì đây có hai anh chị giống như người Pháp hay sao? Đây, người Pháp nè. Hello. Where you from? Where you from? Thì hai cô này là người Pháp nè. Hai cô này thì đi đến đây lộ bổ này hay sao? Tâm thì không biết tiếng, anh hỏi cho chuyện được không? À. Anh nói chuyện đi. Sớ thôi. Dạ. Hello. Canada. Uh-huh. What's your name? What's your name? What, my name Dung. And Lâm. YouTube. YouTube. YouTuber. Okay. YouTuber. Dạ, hello. Thì ở đây có hai cô đến đây. Anh có thể là anh nói là nhìn ở nơi này vắng vẻ không có người thì hai cô cảm nhận thế nào? Có hai người này có tin vào thế tâm linh không? Mình nói đây khai những cái câu giao tiếp thôi chứ không nói được nhiều vậy không? Vậy hả? Những câu bình thường thôi. Không hỏi nhiều mình cũng rành được. Ở trước mặt ông bà bác này nè, nhìn xa thì nó rất là u ám. Tâm nghĩ sẽ có một cái vong hồn hoặc là có những người phước mặt trú ngụ nơi đây. Thì đâu phải là mọi người đều muốn thấy được cái người đó là thấy đâu mà mắt. Đâu phải như người chúng ta đi ra chợ mua
gặp cái củ cải, mũ củ cải, hay là gặp trái cà, mũ trái cà, gặp trái ớt, mũ trái ớt, đâu có mà bắt. Trong hồn là do cái duyên, như Lâm, Lâm thấy được là do cái duyên, từ nhỏ đã thấy rất là nhiều. Cho nên là Lâm bị tìm kiếm, khám phá thì gặp trong rất là nhiều nha. Được thầy trợ duyên cho, dạy cho những nghi thức cúng để thấy được dông, dạy cho những cái thực khai khẩu để mà giúp được dông. Bây giờ thì trong đó không biết còn ai không? Chắc hai anh em mình vô thẳng vô trống luôn đi. Thì có gì nữa mình, nếu mà mình không thấy thì mình chờ người vắng người thì mình sẽ làm bằng nghi thức, mình cúng đi coi sao. Như vậy ha. Đi. Thì mình sẽ đi vào trong đó nha mà bác ha. Đi với vợ Lâm đó nè. Em nay cẩn thận nha. Bà này nhập bà cái nữa là xong luôn. Vợ Lâm Dương à. Thầy trên lai thầy nói cái thầy cái dòng truyền cảm kia. À, cái dòng vào mít thấy á. Anh Thành cũng vậy nè. Thành cái giọng nghe nó dễ nghe lắm. Lắm cái giọng vào mít thấy ngân khang cho biết. Có vẻ là nói cái giọng thấy trống. Nói chung vợ em thì cũng giọng không trầy, nhưng mà cái là khi mà mình nói chuyện về một cái thế tâm linh đó, bả đi vô trong nghĩa địa mà bả kể chuyện ở ngoài chợ mà kể chuyện hàng xóm, chuyện nhà của bả không liên quan gì tới trọng chứ. Tôi nói bà rồi vô trong mà nấu đi, nấu ghét ra nó bóp cổ à luôn cho rồi. Rồi cái gì mày nói chuyện, tao là con ma trong đây, mày không nói gì tao, mày nói cái gì được không? Nó thật luôn. Có ngày cho bà một bữa, bởi vì sợ khi nào lâu lâu mới cho đi quay, chứ không dám cho đi quay nhiều đâu. Vui vậy. Lắm á, lắm. Trước này là nó có cái... cái cổng này vô, cái cổng này giống như hình con rồng. Con rồng á, con rồng hai bên. Con rồng à. Hồi đó chắc lúc mà mới bắt đầu làm thì người ta sơn rồi cái vẽ ngoài danh đồ đẹp lắm. Trước là cái công trình đây nè. Công trình đó, công trình đi vào. Cái đường đi vào đây. Bây giờ người ta lắp đỏ, người ta không biết làm cái gì. Lắp đường. Dạ. Yeah. Hôm nay xe mình đi thẳng lên đó là đúng xe đó. Ừ. Chứ mình phải đi vòng. Ừ. Vậy là nãy mình chạy xe được là tới đây đúng không? Đúng rồi. Người ta chạy xe vào đó. Đó. Nhưng người ta ở, bây giờ ở đây thì người ta vào được. Còn mình ở. Bây giờ thì vậy nè. Đi lên đó thì nó rất là bình thường thôi. Bây giờ em sẽ đi xuống dưới đây trước, xuống dưới gầm ở đây trước nè. Anh có đi theo thì đi, em ở đây nè, không đi theo nha. Nguy hiểm lắm. Để anh Nam có đi thì đi theo em, mà đi dưới. Đi dưới khám phá thế nào. Nếu mà có thấy á, mình đặt cái thức mình cũng như luôn. Mình cổ phải lên trên, hiểu không? Đâu có cần thiết mình lên đó đâu, ông bà bắt ha. Lâm nói ông bà bắt hiểu không? Bây giờ thì em ở trên đây đi, hoặc là em đi vòng vòng ở đây nha, cẩn thận nha. Mà trọng trọng hình như có hai người trọng, em đi theo hai người đó đi. Để anh với anh Dũng xuống đây coi. Trên kia còn mấy người trên mà. Ok ok. Thấy việc chuyện còn lại. Thì bây giờ anh em làm sẽ xuống đây. Xuống này, xuống này. Thôi buông đi, buông đi. Nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ xuống dưới đây nè. Thay vì mình lên trên kia á, có lẽ là có người. Thì mình không có gặp được đâu. Khó lắm. Đó. Khó để em nói mà. Xuống dưới đây nè, vô đây không mà nha. Tại vì thường á là họ đi trên nè, thì ai có người trên á thì nếu mà có dông ở trên á, họ thấy người như khi họ sợ á. Họ sợ cho bộ có lúc có phải dông nào không giữ được. Thấy người sợ chạy mất dép, nghĩa là 3 phần á, 7 phần á, 3 phần là mình sợ nó, 7 phần là dông phương mặt người ta sợ mình. Anh hiểu không? Những người nào mà từ khi những cái dông mà lâu năm rồi nó trở thành giống như là quỷ rồi, nó có thể luyện được cái thực tà thật, hay là những cố nó có cái ấn gì đó của nó riêng đó đó. Thì nó hung dữ lắm, nó hung dữ lắm. Còn bây giờ thì dông hiền thì anh thấy thì nó sợ mình lắm. Im nha. Trời ông bà bác ơi, nằm vào đây á thì cảm giác là nó có đó, có đó. Đây nước mưa nó nhiễu xuống rồi. Được nó nhiều ở trên dâm. Ở đây là nhiều lắm chứ phải không? Em nhìn em biết liền. Tại vì cái em kia viết một cái bài viết ở trên trang báo đó. 2019 em đã nhìn em biết rồi. Nhưng mà không có chụp dưới đây. Chụp em đó là không có xuống đây. Đúng rồi, chính xác. Họ, em nó nghĩa là em nó chỉ biết đi chụp rồi truyền tải những cái nội dung ở trên đây. Em nói nếu mà em nó xuống đây chụp nó còn hay. Đúng không? Không hiểu được. Thì bao rồi. Không có cảm nhận đó. Ông bà bác thấy không? Ông bà mà nhìn dưới đây là ông bà biết rồi đó. Chẳng phải là không có đâu.
có nghĩa là không có hiện hình thôi. Biệt vọng. Vô thấy nó lạnh không? Đúng rồi, đúng rồi. Nó ọt. Lạnh lạnh nó không ọt nó. Ọt lạnh lạnh luôn. Thì đó, lạnh ngắt luôn á. Nãy mà đứng ngoài đâu lạnh đâu. Ừ. Tại vì thứ nhất là chỗ này dưới đây là nó mát. Nội dưới này. Thứ nhất là nó mát. Thứ hai nữa là khi mà cái âm khí nó tụ nơi đây nè. Nó giống như là âm khí của cái người âm tích tụ rồi, nó cảm giác cho mình ốc rồi nè, giỡn. Phải không? Nó nghe nó ốc. Giỡn luôn, lạnh luôn á. Lạnh luôn á. Cái lạnh nó khác mà cái giỡn nó khác. Ồ. Thật sự là có đâu. Nhưng mà không nhìn thấy. Nếu mà thay vì mà em không có xuống đây chắc chắn là anh sẽ ở đằng kia. Phải không? Ừ. Cái gì? Nghề nghiệp có nhiêu đây mà. Không mà không. Ông bà bắt thấy cái góc cạnh ngay chỗ ngón tay của Lâm nè. Đây. Đây nè. Đây nè. Ngay cái vị trí này nha bà bắt nha. Em thấy cái ngón tay của em không? Ngay vị trí này nè. Ừ. Trong bà bắt thấy lúc nãy á. Không biết anh có nhìn qua liếc qua kịp không à. Lúc nãy ngay vị trí này nè. Nó có một cái gì đó, một cái luồng giống như là. Không biết có ai đi trên đó là có cái bóng nó sôi xuống không á. Không sao mà thấy xa quá. Vậy là trên kia không có thấy được đúng không? Rồi, đúng rồi. Vậy là không phải người. Ừ. Anh thấy cái bóng nó đi ngang đó. Nó giống như là đó, anh thấy cái nắng cái gốc cái đó không? Nó xẹt vô hai gốc cây, hai cái trụ đó. Rồi nó xẹt ngang vậy nè. Em nó nhìn tưởng là cái bóng. Ừ. Tưởng cái bóng ở trên người ta đi thôi. Nếu như ông bà bác Lâm sẽ coi lại cái đoạn lúc nãy đó mà bác ha. Để coi là cái gì. Bây giờ mình về đảng này đi. Đúng như những mẹ bỗng thì bé này đang đi ở làm gì cổ bỗng hả? Người ta đang đi vậy. Bóng nó phá xa rồi. Xa lắm đúng không? Ờ, xa. Với lại cái bóng nó ở trên đây nó gội sát vô không? Không, trên này đúc kìa cơ, nó đâu nữa. Ờ, ánh nắng nó bên kia nó chói qua mà. Chói là phải có ví dụ một cái tầm kính hoặc là cái gì nó vật phản lại cho đấy, nó đâu có gì vật phản lại đâu. Ừ. Phải có vật phản. Em nhìn ngang em tưởng là người đi ngang cái chỗ vị trí này nè. Đi mấy bên đó thì mới có cái bóng gì đây. Hiểu không? Ừ. Đâu mình lại coi. Biết dạo gần đây nói gì đó. Anh em cứ thấy vậy hoài. Mà là không có giao tiếp được. Không biết lý do gì. Đi với ai cũng vậy đó. Nè em tưởng nãy là thấy không? Đây nè. Đó đấy nó tổng quá sao không? Mà nắng quá chắc người ta đâu xuống đây được. Đúng rồi. Người ta đang gì? Xuống đây chị. Ra đây hừng nắng. Ra đây còn hừng nắng thôi. Bây giờ gì nè, nếu mà đã thấy một cái gì là khỏi mình phải đi nữa ha. Ừ. Bây giờ như vậy, nãy mà thấy vị trí này, thôi bây giờ mình là xích vào đây ha, mình là có mang đồ cúng thêm nè, ngay vị trí luôn. Đặt đó. Vậy đi, thử coi mình đặt xong mình lui xa ra. Ví dụ không luôn kia không được, luôn kia không thấy gì đâu. Anh phải lợi góc đó mình núp coi. Okay. Để khi nào em thấy họ ra dùng mình chạy ra. Okay. Mình chạy là mình dùng tiếp vô. Okay. Đây đi. Đây nè ông bà mọi người. Mà sẽ đặt vị trí đây nha.
Anh qua đẳng này. Ừ, anh Dũng, anh Dũng ảnh qua bên kia rồi, giờ em Lâm sẽ đặt cái vị trí bên này nha, vậy nhờ mà bác ha. Đây à, Lâm đặt ở đây không thấy được hết cái khung cảnh đâu mà bác ơi, Lâm muốn thấy hết cái khung cảnh luôn. Khung cảnh thì nằm sau ở đây đi em nè, em sẽ đặt hết cái khung cảnh ở đây luôn. Ngồi im đi, ngồi im đi. Bây giờ để mà xem hết cái khung cảnh ở đây nè, em mời bác ha, mình sẽ đặt vị trí này, nếu như mà có thì ta sẽ ra rồi nha. Bây giờ mình sẽ đặt cái vị trí ở đây nha mà bác ha, đặt đằng này nè, chỗ này nè anh nè, cái mít cho em. Ok, ngồi đây đi anh Dũng, anh ngồi ở ngoài nha mà bác ha, anh sẽ vào đây coi. Mình đi hoài mệt lắm, thay vì mình sẽ gọn lại, mình sẽ em nhìn cho anh, em anh nhìn cho em ở chỗ này ngay trung tâm chưa, ngay giữa đúng không? Ở đây mình sẽ đặt ngay này đi mà bác ơi, như vậy nha. Rồi giờ chút xíu mà không sao đâu mà bác. Bây giờ Lâm có đem cái nước hả? Được. Em có cái bọc này, giờ có cái dĩa. Mình thường cúng những cái chỗ này nè ông bà cô bác, chúng ta cúng cho những cái vong hồn mình không phải như ở nhà, mình thờ cúng kiến, mình bày ra yêu cầu mình có thức ăn, mình cúng cho họ là họ mừng, họ dùng rồi. Không phải cần chải ra cho nó sạch sẽ, đâu phải cần thiết đâu mà bác, quan trọng là cái dĩa của mình để ở đâu, đừng có bỏ đồ dưới đất, để dĩa đàng hoàng là được. Không có vòng nhiều nha. Đây là một cái bánh nè, đó, đây đi luôn, lấy lên cái đi, cho người ta bóc. Bữa nay anh Dũng trợ duyên cho làm đồ cúng này nè mọi người ha, cho anh Dũng một quay nha. Đây là mà còn mấy cái cam nữa chứ không phải hết đâu nha, còn đây nè. Cái này nó bị hư rồi, để ông bên. Rồi, vậy thôi. Cái nút. Để đây luôn nha. Ok. Mới rồi lúc nãy á, cái lúc nãy mà Lâm mà lê cái cam ở góc mấy bên đây qua nè, anh Dũng không biết, anh không thấy kịp không mà bác, thì rõ ràng là Lâm thấy một cái bóng xớt vào đây. Bây giờ Lâm sẽ cúng mà đặt lùi ra coi, coi là ta có ra dùng không nha, nhưng mà đốt nhang nhiều nhiều một chút nha. Đó. Ở đây cái nền để mềm nè, cầm nhang được, mình khỏi cận này luôn, mình đốt cho nó nhiều nha ông bác ha. Đốt cho nhiều đi, biết đâu là có nguyên cây tập đoàn và hàng nhiều ngày xưa mà, ví dụ như chiến tranh đó mà bác, thì ông bà cô bác biết Thừa Thiên Huế là một cái nơi là hồi xưa chiến tranh Pháp nó đánh vô mấy cái tường đó, ông bà bác đã coi một cái trong cái hoàng cung đó, mấy cái tường ở ngoài đó, lỗ rồi là đạn với pháo nó nổ đó mà bác, thì ảnh hưởng tới người dân chúng ta chết rất nhiều, chết có thể hàng loạt. Chứ thời chiến tranh mà ông bà bác, thời Pháp mà, mình đâu có biết được, là mình chỉ biết là coi những cái tài liệu đó, những cái thước phim ngắn ngắn tài liệu đó,
là Pháp nó đánh Việt Nam mình đánh mình chết, bỏ nó bơm nó chết, cái chục người đánh chỗ chết năm sáu người rất là nhiều. Những người đó người ta gọi cũng là chết hoang, cho nên là không siêu thoát được, hoặc là họ trú mượn nơi đâu, bất cứ nơi nào có chỗ họ ở được họ ở thôi, chứ không phải cần mà giống người chúng ta đâu. Trời ơi, có tiền rồi dọn, có tiền cái nhà lầu biệt thự đồ ngon mới ở nha, trời trong hồn có nhà lá cũng ở được. Rồi bây giờ làm sẽ cũng nha, biết đâu đây nguyên nguyên cái tập đoàn, không phải nguyên tập đoàn mà nguyên cái nhóm bị Pháp đánh chết rồi sao, đâu có biết được không mà Pháp. Để mình đặt đi rồi coi sao, canh me họ có dùng lắm chạy ra. Còn nếu mà không thấy nữa thì về coi cam lại, cố gắng lần sau mình là tìm cách nào lại giúp họ nha. Thì Lâm mà nếu mà ở đây mà thấy được Lâm sẽ nán lời, có thể Lâm sẽ đi tìm luôn mà bắt đi tìm luôn. Vậy đi. Mình cũng lẹ lẹ đi, biết đâu họ đang ở ngoài chợ mình, trời ơi ông này ông nhiều chuyện quá. Cũng lẹ lẹ đi, đứng đây nói hoài kiểu là vậy đâu nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thêm Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Các Hương Gia Chủ Thổ Thần Thổ Địa Các Chư Quỷ Thần, các chúng linh chích quan chích ức. Năm nào đó ở đây tôi không biết ông là ai trong gì, tôi có lòng đến đây giúp cúng bánh trái chục ấm no, nếu mà có đói thì ra dùng cho ấm no nha, dùng rồi thì nếu mà xuất hiện được, xuất hiện thì tôi giúp đỡ cho nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó, mình đổ vô đây nha, là chắc đủ rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ đầu đây. Nghe là mình sẽ để cái mic đi. Bây giờ gì nè, mình muốn trò chuyện với cái dòng, nếu mà có xuất hiện mình muốn trò chuyện cái dòng thì mình ra ngoài, mình tìm cái góc nào mình ngồi, thử thì có cái dòng xuất hiện mình sẽ canh cái thềm đó, mình sẽ ra nha, trò chuyện với họ, khai khẩu nói chuyện với họ. Còn nếu mà mình trò chuyện với họ không được thì lần sau mình trả lời nha. Chỉ biết sao dòng bao bắt đây
chào nha. Kính chào. Tôi là pháp sư nhỏ. Bài nghi thức cái tôi cũng. Tôi đến đây để giúp đỡ, cũng giúp đỡ thôi. Chứ không ý là phá hoặc là hại các dòng gì đâu. Sao lạ vậy ông bảo? Dường như họ thấy mình họ sợ, họ không có giao tiếp, họ cũng không nói luôn. Bây giờ để mình không thấy rồi Lâm sẽ làm một cái thực kêu gọi họ họ ra, coi họ có chấp nhận chịu không, thì mình sẽ giao tiếp, mình trò chuyện với họ, họ có cần mình giúp gì không không mà bắt cho hỉ. Chắc họ còn sống có gì chết họ sợ lắm, cho nên Lâm mới xuất hiện ra là họ ẩn mắt mình không có thấy được mà. Không biết dạo này sao Lâm sao không có giao tiếp được. Giờ làm cái thực cho họ xuất hiện để mình cố gắng mình giao tiếp với họ được không nha. Chào nha. Tôi đến đây giúp đỡ thôi à. Lần cũng biết sao không mà bác ơi. Họ ra. Nhưng mà họ không ẩn nữa rồi. Họ không có chịu nói chuyện với mình. Không chịu giao tiếp với mình. Bây giờ làm sao đây? Thôi là anh Dũng rồi. Thôi rồi, tắt máy đi. Không giao tiếp được. Họ ra rồi. Rồi họ ẩn nữa rồi. Không giao tiếp với mình. Bây giờ mình đâu có... Họ không chịu. Mình phải tìm cách nào. Đâu có trấn áp họ được. Chẳng hạn bây giờ thí dụ như em nói. Em sẽ làm một cái thực ẩn. Xung quanh đây luôn á, em sẽ lui ra, em lui ra, họ xuất hiện ở đây á, là họ không đi ra được luôn. Nhưng mà làm như vậy không được, đâu phải họ giữ đâu. Khi nào họ giữ mình làm vậy mới được, đúng không? Còn này họ đâu có giữ đâu, mình không nên làm vậy. Làm vậy là không được, em nếu mà anh hiểu em là không bao giờ em làm gì được, nếu ông bà bắt ha. Lâm nói gì là ông bà bắt hiểu. Bây giờ nếu mà như vậy thì để cho họ tin tưởng hơn, họ có thể là biết mình là ý họ sẽ hiểu được mình, giúp đỡ họ một lần nữa, trở lại lần thứ hai tiếp tục mình cúng. Ngày mai mình sẽ đem cơm bánh đầy đủ hết, thấy không bà bác ha. Đem luôn 2 đèn cầy, có thể đi xế chiều đem 2 đèn cầy luôn, để cho họ dùng, để họ sẽ tin tưởng mình, lần sau chắc chắn là giao tiếp được, không có gì mà nó thật sự mà lòng khói lắm. Này, như vậy Lâm sẽ áp dụng như vậy nha Mộc ha. Bây giờ thì chắc có lẽ Lâm sẽ tắt video và Lâm sẽ để những cái bánh trái này đây. Họ đang dùng rỡ dở đó, Lâm xuất hiện ra họ dùng chưa no. Lâm sẽ để im cái này ở đây, lấy 2 cái dĩa lại thôi. Rồi Lâm sẽ về tối nay hoặc là ngày mai Lâm sẽ trở lại giúp họ nha. Như vậy nha bà bác ha. Ok, vậy đi anh Dũng ơi.
Bây giờ là mình sẽ để đây, để hết luôn. Bây giờ tôi đây rồi đó, đừng có sợ biết gì nữa, cứ ra dùng thoải mái đi. Rồi dùng thì tin tưởng tôi, lần sau tôi sẽ có đem cơm lại, tôi sẽ giao tiếp cho nha. Giờ tôi đi đây, đi rồi đó.